Hello, xin chào các bạn, những người đã quen, chào mừng các bạn đến với quen. Chào mừng các bạn đã quay trở lại trên kênh Show Official và là tôi Tầm Sơ đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một con Bakugo mới trong mini world và là ad có tên là Bakugo Kim Tự Tháp Bakugo 3 của CF. Và trước khi vào video này, các bạn hãy để lại một like, một subscribe cho kênh YouTube Show Official để xem được bật là bằng nhiều video hay hơn, một đồng quân ấn với chúng ta báo kế bên đăng ký để nhận thông báo về video mới nhất của show nha. Và nếu bạn nào là fan của đâu thì một của đâu là subscribe của show thì các bạn hãy để lại một bình luận về những câu hỏi mà các bạn muốn trả lời trong series Bakugo kể chuyện, hoặc là những cái thách mà các bạn muốn đâu làm ở trong những video tiếp theo, hoặc ít nhất các bạn có xem video này các bạn cũng để lại một bình luận hoặc là một cái cho đồng biết là các bạn đã xem nha. Và điều thứ hai là các bạn hãy chia sẻ video này lên Facebook để cho nhiều người hơn cùng biết đến với Silo. Và điều thứ ba là các bạn hãy theo dõi livestream trên Nimo TV của Lô vào lúc 6 tối mỗi ngày với mã số đi là 6002315, hoặc các bạn có thể bấm lên bên dưới phần mô tả để có thể xem được cái trang web nha. Ok, và cũng đã lâu rồi hắn ta không được lên video, rất là nhớ luôn. Đấy, hôm nay thì đặt cách rồi là cho Mr. Gà đội cái mũ sói của mình. Đấy, bạn nào nhớ Mr. Gà không? Nhớ idol trên kênh YouTube của tôi không? Thì các bạn để lại comment phim số 1 nha. Ok, hôm nay tôi sẽ để cho nó ngồi ở đây. Đấy, một cái chỗ ngồi độc quyền luôn các bạn. Ngồi trên đầu thiên hạ luôn. Ừ. Rồi ok, thì từ từ để mình chỉnh cái góc, cái tầm nhìn của game mình lên cái. Đây. Và đây chính là một con map mà mình muốn giới thiệu các bạn. Đây là một map cực kỳ đầu tư luôn các bạn à. Mình đã chơi ở trên livestream, mình biết cái độ đầu tư của nó cực kỳ cao. Và có đầu tư trigger vào các thứ này. Đây này, đó. Chào mừng các bạn đã đến với map của Kim Tự Mất Chữ Tháp. Ừ, ok. Kim Tự Tháp Huyền Bí. Tới đây nó mới hiện lên chữ tháp. Rồi, Huyền Bí của Crossfire. Map được thiết kế theo tỷ lệ map Crossfire giống 75% à. Ok, rồi. Chúc các bạn chơi vui vẻ and good luck. À không, cái này đường khó rồi. À thì mình cũng bởi vì đây là một map cực kỳ đầu tư nên nó sẽ có chia ra hai đường, một đường dễ và một đường khó. Và ở trong cái phần mà mình chơi có bình luận này á thì mình sẽ đi cái đường dễ. Và một xíu nữa sau cái phần này các bạn sẽ thấy được một cái màn gọi là Bakugo Show của mình, là mình chỉ đi toàn đường khó và đi cực kỳ nhanh với cái thời gian cực kỳ nhanh. Thì nếu bạn nào thích thì các bạn hãy tua tới phần cuối video để coi nha. Ok, thì cái đường dễ đây nè, các bạn có thể đi dưới đây. Và đi ở cái phần dưới đây cực kỳ chậm nha các bạn. Cực kỳ chậm. Nó con boss nó chúc 3 lần luôn ba. Con boss nó chúc 3 lần luôn, cảm ơn bạn boss nha. Và tới cái đoạn này thì có vẻ mình khá là thuộc đường rồi. Bởi vì mình đã phải nhảy rất là nhiều lần để thuộc được con map này, để có thể gọi là chơi theo kiểu gọi là speedrun ấy. Đây, ở đây đó là các bạn sẽ nhảy lên đây nè. Nhưng mà không cần, các bạn chỉ cần nhảy xéo ở đây nè. Đấy, là nó sẽ lên được thôi. Rồi, và ở đây thì cái đường dễ đi khá là dễ luôn. Đó các bạn thấy không? Map cực kỳ đẹp nha. Rồi, Lô chưa chơi thử map Kim Tự Tháp Huyền Bí ở bên Crossfire. Thì nếu bạn nào mà thấy con map này giống với con map mà Kim Tự Tháp ở bên Crossfire ấy, thì các bạn hãy để lại comment phím số 2 cho tôi biết nha các bạn ơi. Thì đây là đường khó này. Đó, thì cái đường khó xíu nữa thì các bạn sẽ được Lô cho gọi là xem. Đấy, còn bên đây là bây giờ Lô đang đi đường dễ nè. Đó, bởi vì đây là map cực kỳ đầu tư nên là Lô sẽ ưu tiên riêng con map này. Riêng một mình con map này là Rô có đi đường dễ thôi nha. Còn những con map khác là chưa bao giờ Rô đi đường dễ luôn. Rô hiểu các bạn. Đây là con map đầu tiên Rô quay video mà Rô đi đường dễ này. Đấy, bởi vì nó quá đầu tư đi các bạn à. Đây là cái điểm để gọi là đi qua step mới này. Đó, mình tới step thứ mấy rồi ta? Step thứ mấy hả? Step thứ 3 hả? Ừ, ok. Và ở trong đây á, khi các bạn chạm vào bức tường này các bạn sẽ chết nha. Mà này bạn làm trigger rất là hay. Chạm vào bức tường sẽ chết này. Đấy. Ghê chưa? Ghê chưa? Đó. Nói chung là mình không biết là cái độ giống của nó bao nhiêu phần trăm, có phải là 75% không, nhưng mà mình thấy cái độ đầu tư này gọi là không chê vào đâu được, quá perfect, quá hoàn hảo. Đấy. Thì nếu bạn nào mà có chơi CF mà các bạn có chơi được cái map Bakugo mà Kim Tự Tháp Huyền Bí này thì các bạn để lại comment cho tôi biết là nó có giống hay không nha. Ở đây mình có thể nhảy được xuống cầu thang bên đây nè. Đấy. Nói chung là chỉ cần chạm vào cái bức tường này thôi là các bạn sẽ chết. Đây là mình sẽ không chạm vào bức tường này. Đấy. Rồi, ở đây thì khi các bạn thuộc đường đi á, các bạn sẽ đi rất là dễ. Đây để mình chỉ các bạn này. Các bạn chỉ cần đi xuống đây, tránh cái rãnh này nha. Đi xuống này, tránh rãnh này, đi qua bên cái góc này. Rồi đi xuống đây. Đó, là các bạn có thể đi được rất là nhanh, tiết kiệm rất là nhiều thời gian thay vì các bạn phải đi mò, các bạn tránh lóc. Và một xíu nữa các bạn sẽ thấy được ở trong cái video Bakugo Show của mình nó nhảy rất là mượt. Rồi ok, ở đây thì nhảy lên trên là đường khó rồi, nên mình sẽ đi đường dễ dưới đây vậy. Đó, nói chung là cái đường khó đi thì nó cũng hơi feeling show 2 thật. Rồi ok. Rồi ở đây. Đó. Ôi, cái đường dễ này tính ra là mình chưa có đi nha. Hồi lúc trên livestream mình cũng đi đường khó luôn. Cái đường dễ này mình chưa có đi. Giờ thấy nó hấp dẫn đó nha. Sao mà làm được đi chậm hay nha. Ủa hay là bằng này bạn thay đổi thuộc tính của block ta. Ui ông này trigger ghê nha. Kinh khủng khiếp nha. Ghê đấy. Hấp dẫn đấy. Rồi ở đây thì đường dễ thì tôi không biết ở đâu.
ở đây đường dễ thì tôi biết chắc chắn là sẽ đi sẽ nhảy xuống đây để leo cầu thang rồi. Yeah, cái đường dễ chắc chắn sẽ là nhảy xuống đây để leo cầu thang rồi. Còn đường khó thì sẽ nhảy trên mấy cái cục trên đây. Và mấy cục trên đây thì nó cũng có mấy cái cục bốn lóc nữa các bạn. Đấy, nên là đường dễ mình chắc chắn sẽ là đi dưới đây này. Đấy, rất là dễ luôn. Dễ lắm, không cần nhảy, không cần bắt cua. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ có hai đường này. Cái cạnh này các bạn có thể đi qua đường này từ từ. Đấy, ở dưới đây nó có để lóc tàng hình cho các bạn nên khá là dễ. Nhưng mà đi qua bên đây này, các bạn bắt buộc các bạn phải đi vào trong đây. Nếu bạn nào có skill bắt cua vòng, các bạn sẽ vòng ở đây. Nhưng mà vòng ở đây cực kỳ khó nha các bạn ơi, bởi vì khi mà các bạn vòng quá thì những cái lóc này làm bằng mô hình nó có thể đẩy các bạn ra ngoài nữa, rất là khó luôn. Đây để mình thử cho các bạn coi này. Này, mình chỉ cần đi sát mép này thôi là đẩy các bạn ra. Đấy, nó đẩy các bạn ra liền. Nói chung rất là khó để các bạn có thể nhảy vòng cái đoạn này. Nhưng mà một xíu nữa mình sẽ làm một cái điều không tưởng như các bạn xem. Nhưng mà nói chung là cái chuyện đó là chuyện của một xíu nữa. Bây giờ là cái chuyện mình trải nghiệm map đi ha. Ok, đây có những cái động này bạn làm rất là hay. Mình không biết là có giống ở trong mấy bắp cua xém không, nhưng mà có những động này làm rất là hay, khá là đầu tư mô hình cái thứ này. Đấy, các bạn thấy bạn này không, bạn đầu tư công sức thời gian để bạn xây mô hình này rất là đẹp luôn. Đấy, bạn nào rảnh các bạn tải map này về chơi thử cho bạn này nha. Hình như là cái ID bạn này chưa có để cho mình thì phải không, hình như xíu nữa cuối map có ấy. Ở đây thì trên đây là đường dễ này. Cái đường trên đây là giống như nước các bạn. Đó, nước các bạn chỉ cần giữ phím cách này là nó sẽ bơi qua. Còn cái đường dưới kia là đường khó, nhưng mà cái đường dưới kia mình thấy là như đi chậm hơn thì phải. Mình cũng không biết nữa. Nói chung là một xíu nữa các bạn cứ coi cái đoạn sau đó, thì mình có đi cái đường dưới. Thì các bạn cho mình một bình luận là cái đường trên hay cái đường dưới nó nhanh hơn nha. Thì mình thấy sao hai đường nó kiểu nó ngang nhau như thế nào nhỉ. Ok. Rồi. Đây, còn đường này nó không có chia đường khó đường dễ, chỉ có đi tắt thôi. Rồi, đây là càng dễ này. Đó. Ôi, bạn này xây đầu tư phết đấy. Ôi, nhưng mà để là cái bạn ông để là cái bạn bạn chủ bác có gì thấy được cái này, bạn đọc cái bàn này đi nha. Hình như tôi thấy hồi nãy tôi thấy cũng nhiều bàn lắm rồi đó. Ok, và còn một cái lỗi ở trong cái chỗ này nữa mà mình phát hiện ra của bạn này. Đó là bạn này bạn có cái lỗi gọi là lỗi khu vực ấy. Cái khu vực mà các bạn không biết là các bạn có nhớ cái clip mà trigger hồi trước mà mình hướng dẫn các bạn trong tập 2 ấy. Thì mình có chỉ cho các bạn là cái lỗi khu vực của trigger mini world ấy. Thì nếu bạn nào có coi là các bạn cứ bên phím số 3 cho mình biết nha. Và các bạn làm cái map này bị dướng cái lỗi y chang cái lỗi đấy luôn. Đấy, tôi chỉ là không có sai đâu mấy ông ơi. Nhiều bạn dính lỗi này lắm chứ không phải là một đâu. Ok, tôi chơi rất nhiều map bị dính cái lỗi khu vực này rồi. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể là nhảy thẳng qua bên kia. Nhưng mà mình đi đường dễ, mình sẽ nhảy đường này. Yeah, đường dễ mà. Rồi, từ từ. Cái đoạn trên đây thì nó hơi hư cấu một tí là mình phải canh mình mới vô chúng được. Rồi, ok. Đó. Nói chung là map này đầu tư các bạn. Mình không biết là có giống hay không, nhưng mà trước mắt mình thấy rất là đầu tư về trigger này. Nói chung là map có trigger là mình thích rồi. Trigger thứ nhất này, thứ hai là về màu sắc map khá là tươi sáng này đó. Và cái thứ ba nữa là map này là nó mô phỏng lên một con map BCS. Và có nhiều bạn kêu là xây mô phỏng xây dễ, thực chất ra là khó lắm các bạn. Bởi vì các bạn không biết được cái chế độ bắt cua BCS nó như thế nào đâu. Hồi trước tôi xây lại cái map bắt cua bước nhảy không gian của sếp ấy, là tôi phải mò video người ta tôi xem. Và tôi phải dừng từng đoạn tôi xem đấy. Đây, đường này đường khó, mình sẽ đường dễ này. Đó. Tôi phải mò, tôi dừng từng đoạn tôi xem đó. Còn bạn này thì chắc bạn phải đi coi từng khúc là mới xây được kiểu này nè. Đó, xây từng chi tiết của này nó khó lắm á, không dễ đâu. Và nếu bạn nào mà gọi là rảnh thì tải map này về ủng hộ cho bạn này. Cái nhà tài công người ta xây map ra đầu tư thế này mà các bạn lại không chơi ủng hộ cho người ta thì buồn lắm. Ok, mình không biết đường nào đường khó, đường nào đường dễ, mà cái đoạn này mình thấy kiểu giống như nhau ấy. Thôi mình đi cái đường này xuống đi ha. Cái đường này các bạn chỉ cần đập vô cái kính này. Hoặc không cần cũng được, các bạn chỉ cần canh chuẩn ấy, các bạn canh xuống cầu thang này. Hình như tôi canh không chuẩn rồi. Mà tôi lên đây luôn này. À, tôi xuống ngay cái chỗ dịch chuyển. Ok, bị chết một mạng nhưng mà không sao. Ok, đường bên kia đường khó, để xíu nữa show cho các bạn xem. Bây giờ mình đi đường dễ thôi. Tại vì đây là một con map cực kỳ đầu tư nên là mình mới đi vừa đường khó vừa đường dễ. Và mình muốn trải nghiệm hết con map cho các bạn xem. Nên là lần đầu tiên ở trong lịch sử kênh YouTube của Siro Official có một cái video mà Siro đi đường dễ. Đó là cái đường này nè. Đấy. Rồi. Thì ban đầu mình đi đường dễ như này để cho các bạn trải nghiệm hết được con map, để cho các bạn thấy hết được con map là nó như thế nào. Còn một cái khúc sau thì mình sẽ đi full đường khó cho các bạn xem luôn. Ok, cái đường bên đây thì nó sẽ có hai đường. Mình không biết đường nào đường khó, đường nào đường dễ. Nhưng mà mình nghĩ cái đường bên đây là đi nhanh hơn này. Còn cái đường này đi chậm hơn, nhưng mà mình cái đây là đường khó. Mình sẽ đi cái đường bên đây vậy. Bởi vì cái đường bên đây mà đi một mình thì khá là dễ này.
Đấy, khá là dễ luôn. Đấy, giờ chỉ cần đi lên thôi. Nhưng nếu không nhầm thì bên đây là chẳng lắp tàng hình thì phải. Ồ, cái đường kia đi lâu hơn. Trong cái bắc của sô của tôi đi đường kia. Phải chứ tôi đi cái đường đá dịch chuyển đó là tôi đi nhanh hơn được miếng rồi. Tại vì tôi còn muốn speedrun nữa cơ. Đây, ok, đoạn này mình đi đường dễ nốt. Ê, các bạn thấy nào, đoạn này bạn sai. Ê, từ từ, tôi phát hiện nha. À, đặt lệch lóc nha. Đặt lệch block nha. Trời ơi, phát hiện nha. Ui. Đây, đó các bạn thấy không. Ui ôi, sẫm màu nữa chứ, khác màu nữa chứ. Bạn này bạn phải gọi là đầu tư ra bạn xây mấy cái mô hình nè các bạn này. Đấy. Ủa cái này là đặt, tôi đang thắc mắc là cái này đặt lệch hay là cái map bắt cui sẽ ép nó vậy này, bạn này xây lại giống vậy ta. Bạn để comment với giúp lô nha. Bắt cái này là đặt lệch à. Nói chung là mình chưa chơi cái map này bởi vì map này map mới mình chưa chơi, mình không biết. Nhưng mình chưa có coi những YouTuber bên bên đột kích chơi luôn á. Ok, tới đây là end map bên này. Từ đâu rồi? À đây. Cứ tiếp tục đi thẳng mà tới đỉnh Vinh Quang. À đây, ID map nè. Ăn sao để win hoặc chạy sang trái sang phải. Hoặc chạy sang trái phải để xem người chơi khác. Đây. Từ để mình bấm chữ F cho các bạn đọc rõ hơn về cái khung này chat này nha. Ờ. Ơ là sao để coi rõ khung chat này ta? What? Hình như là phải mở nhiều người mới coi được khung chat ông ơi. Thôi mình về mình ăn sao để mình coi ID map vậy. Nói chung mà này làm trigger khá là hay các bạn. Chữ màu mè lắm. Ok, và map này tên là Kim Tự Tháp Bắp Cua 3CF của bạn BH Gaming X3. Có mà số đi là 10581470079. Nếu bạn thấy map này hay map này vui thì có thể bấm map số đây bạn lại lên thêm về mini TV để mình xem này nha. Và nãy giờ thì các bạn đã coi mình đi đường dễ rồi. Và bây giờ sẽ đến với phần Bắp Cua Show Speedrun đi đường khó của mình. Và các bạn đón xem. Còn nếu bạn không muốn xem thì các bạn hãy tua qua đến cái đoạn outro cũng được. Ok, bây giờ thì nếu bạn nào thích video này hãy để lại một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube Shadow Official để xem được một lần nhiều video hay hơn. Và cũng đừng quên ấn vào cho tao báo kế bên đăng ký để nhận thông báo video mới nhất của show nha. Và nếu bạn nào là fan của Luân thì một cái like là subscribe bấm Shadow và nói chung là người ủng hộ của Luân thì các bạn hãy để lại tất cả những điều trên tương tự và các thêm lại trong video đó hay là gói team gồm có Ruby TV, Thịnh Tuấn, Hồng Kira và mẹ bé nha. Và bây giờ thì bye bye.